Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mâm cua của dì Ba khá là đông đúc, có rất là nhiều người đến để chuẩn bị mua cua dì Ba. Vâng, em sẽ gửi lời chào khi mà dì Ba ra đây, chắc là khoảng 15-20 phút nữa thôi. Vâng, hôm nay thì có một số nghệ sĩ cũng đến đây để mua cua. Những cái nghệ sĩ này thì biết dì Ba qua YouTube. Vâng, các nghệ sĩ đã gửi tặng dì Ba 100 đô. Vâng, rất là tuyệt vời. Những nghĩa cử rất là đẹp. Vâng, trong suốt cái thời gian mà dì Ba bán cua thì có rất là nhiều người ngoài mặt ủng hộ mua cua cho dì Ba thì nhiều người cũng giúp đỡ dì Ba những cái số tiền nhỏ để mong dì Ba vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn và nhanh trả xong nợ. Tôi thì cũng không biết là những cái nghệ sĩ này là làm trong lĩnh vực nào, chỉ biết là mọi người giới thiệu đây là những người làm nghệ thuật thôi. Vâng, các anh chị này cũng tranh thủ để chụp ảnh chung với dì Ba. Mọi người thì biết cua dì Ba đã lâu nhưng mà hôm nay thì mới có dịp đến đây để mua cua ủng hộ. Vâng, các anh chị rất là dễ thương. Này hấp chín rồi anh. Dì Ba mới nói với anh Tony là qua Tết là sẽ làm thọ khoảng tháng 2 hay dì Ba? Biết phải tháng 2, dì Ba nói dì Ba nói đại gì không biết phải không? Dì Ba trả hết nợ dì Ba. Dì Ba giờ phải mấy trăm này nữa, mấy trăm cái mấy trăm mâm nữa. Vâng, dì Ba cho biết là phải bán cả trăm mâm cua nữa mới trả xong nợ. Dì Ba chỉ có tiền ngày nữa nè. Cảm ơn con nha. Hôm nay thì khoảng thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 30 thì khách khá là đông. Tuy nhiên thì đến khoảng 1 giờ thì khách bắt đầu thưa dần. Và cua cũng còn khoảng 5-7 ký gì đó. Hôm nay thì dì Thúy tiếp tục phụ bán cua cho dì Ba. Dì Thúy tiếp tục công việc thu tiền của mình. Dì Thúy đã được rất là nhiều người động viên và chia sẻ để dì Thúy tiếp tục công việc giúp đỡ dì Ba. Đây,
lớn nhỏ con. Ba con ăn kia. Đúng rồi. Nguyên mày ơi. Đi vào đi, đập cho con gì vậy? Nhà đang coi. Anh này ở nhà đang coi livestream chạy ra mua luôn đấy các bạn. Cảm ơn nha con. Đó, bạn nào đang xem livestream thì cũng đi ra mua luôn đi. Vâng, hai anh này thì xem livestream và chạy đây ra đây để ủng hộ cho dì Ba. Hai anh này đứng từ Hòa Hưng, quận 10. Vâng, đây là một độc giả của ẩm thực Việt Nam 247 đã từ Trà Vinh lên đây để mua cua dì Ba. Đây bạn này nãy xem livestream của anh này này. Dạ. Là từ Trà Vinh lên mua cua nha bạn. Dạ em ăn. Dạ dạ. Ở dưới con cũng bán cua nữa nhưng mà cũng thèm. Cua lên ủng hộ gì ba? Con chứ gì nên con bán cua. Dạ. Dạ. Dạ em bán cua như nãy. Rồi, nhà, nhà này vừa cua luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Vừa cua ở đâu chị? Dạ em ở Trà Vinh á. Trà Vinh, thành phố Trà Vinh luôn hả? Dạ. Chị có thể nói vừa cua của mình để mọi người ủng hộ vừa cua của chị ở dưới Trà Vinh. Dạ cái này em giao sỉ không anh? Giao sỉ nhưng mà mình có thể nói để cho mọi người đến mua sỉ cho mình. Dạ thì em cũng có gửi lên Sài Gòn, cũng có bán Tây Ninh, dạ, hai địa điểm à. Cua với chị với cua dì Ba thì sao? Chị thấy thế nào? Thì em ăn thử cho biết vậy anh, với lại nước chấm ngon á. Chị ba chưa? Dạ không, con nghe nhiều người nói bữa nay mới có dịp đi nè, tại con cũng hơi ngu á, sẵn dịp lên chơi thì con ghé dì Ba luôn. Ở đâu Trà Vinh thì mình Trà Vinh. Chị ơi, theo cái quan sát ban đầu của chị thì thấy cái cua của dì Ba thì như thế nào? Dạ em thấy ok. Dạ. Yeah. Em thì em nghe nói cua Cà Mau thì nó hơi ngọt hơn do cái nước này. Ý là cua cái thịt cua nó ngọt hơn đó chị. Em nghe nói vậy thôi chứ em chưa có ăn cua Cà Mau. Chị đánh giá giùm em là cái sự kiện cua gì ra nó có thúc đẩy cái thương hiệu cua Cà Mau và cua miền Tây nói chung nó nổi tiếng hơn không chị? Dạ nó nổi tiếng hơn. Thời đó thì em bán cua Duyên Hải thì em nghĩ là Duyên Hải nó nổi tiếng hơn, nhưng mà từ khi biết cua của dì Ba thì em mới biết là Cà Mau nó mặn hơn. Cua của dì Ba là giúp cái sự nghiệp của Cà Mau này đạt. Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi chị nói. Đây là cái sự nghiệp rất là tích cực. Nhờ có dì Ba là cua Cà Mau là lên luôn á. Đó là một cái giá trị mà khó mà có thể. Đúng rồi. Dạ vâng. Nếu mà xây dựng thương hiệu khó mà có thể làm được ngay một lúc. Dạ lúc với lại lúc gài cua cũng không được ngon á chị. Lúc gài em bán cua cũng không ơi. Được ngon nữa. Bởi vì dì Ba cua quạt cua cũng tội dì Ba. Đúng rồi, dì Ba bán cua bao ăn mà có nhiều người họ nói là dì Ba bán nhiều như vậy rồi chắc là sẽ lời nhiều lắm. Nhưng mà dì Ba bán cua con nào mà kém chất lượng thì dì Ba còn đổi cua cho mọi người nữa. Nói như vậy dì Ba không bán được con. Chị kêu là nhờ dì Ba mà cua Cà Mau lên giá hả chị? Dạ. Wow. Ủa tại sao lên giá chị? Thôi chắc em về thôi tại vì trễ quá rồi. Chị Ba ở lại bên khỏe ha. Cảm ơn con nha con. Dạ con về nha cả. Chị tên gì vậy? Em tên Thảo. Bên quốc em tên Thảo Xin á chị. Thảo Xin. Dạ. Avatar màu xanh. Cái đại lý chị. Em bán cái nhà thôi chị. Cứ là đặt ai đặt giờ em gửi lên cho người ta thôi chứ em không có dựa lớn. Thôi em về cho chị. Có mấy hả chị em về á. Cua. Cái gì đó?